nơi điều kiện cái cơ sở điều kiện tại thành phố bạn, ví dụ cái bạn đó đang là ở tại thành phố Cần Thơ thì bạn này sẽ được khám chữa bệnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Nhi Đồng. Ví dụ như bạn này là ở Hậu Giang, ở một cái xã A xã B nào đó thì bạn sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cái trạm y tế xã đó, tại vì nơi chăm sóc ban đầu hay là bệnh nóng ho của mũi miệng ra phường xã cắn là không có tốn tiền, các thuốc miễn phí. Và nếu như mà phường xã họ thấy rằng à cái bệnh này ngoài cái khả năng không được trị, họ làm giấy chuyển về, họ chuyển lên cái huyện thì bạn lên cái huyện bạn sẽ được miễn phí. Và nếu mà họ trạm y tế thì nó xa huyện, có thể nằm gần bệnh viện tỉnh, họ được phép thị xã hoặc huyện tỉnh hay là đến một cơ sở y tế gần nhất tiếp sau, được chưa? Đó là cái cách như vậy. Quy định mới tất cả những trường hợp nào bé nào mà bệnh nặng bác sĩ khác à cái này phải đặc biệt là em được nhập bất kỳ bệnh viện nào thì được miễn phí hết. Đó là cái đặc thù của bệnh viện trẻ, được chưa? Các bạn thấy không? Cho nên là quy định như vậy thì giữa người giàu và nghèo không có sự thay đổi. Còn riêng em có quá nhiều tiền, tôi không thích phục vụ của người công, tôi đi đến bệnh viện tư nhân thì đó là mỗi tiền là ổn định. Được chưa? Thì em đến bệnh viện, ví dụ bệnh viện bảo hiểm có quy định nó khám một ca nó trả bác sĩ 7.000, ví dụ vậy. Thì cái bệnh viện tư nhân nó trả cho bác sĩ nó đóng cái phí khám nó là 300.000 một lần khám. Thì em đến đó khám, bảo hiểm sẽ thanh, em sao bảo hiểm nó vẫn chịu, nó sẽ thanh cho em 7.000, còn lại em đóng 293.000 thì đó, hiểu không? Đó là cái cách xài. Thì đó là cái cách mà chúng ta đi theo cái hệ thống bảo hiểm, thì ý chúng nó là gì? Hiện tại cái việc chăm sóc sức khỏe cho em và điều trị nhà nước chúng ta bỏ ra một số rất là lớn, còn người lớn bình thường phải đóng bảo hiểm cho mình, phải không? Các bạn nào cũng đóng mà đóng một tí đóng bảo hiểm thì chúng ta làm thêm hàng tỷ, chúng ta đóng chích lương ra đóng bảo hiểm nè. Rồi bảo hiểm xã hội khác, bảo hiểm y tế khác, nay này luôn luôn đóng này không nào nè. Rồi thì người ta cho rằng đây là một cái hoạt động trọng tâm của ngành y tế, là một bạn nhớ nha. Vì cái câu trẻ em hôm nay thế giới ngày nay thì cái y tế trẻ em nó gắn liền với giáo dục. Bạn thấy có những năm chúng ta đi học không đóng học, đóng học không đóng học phí, nhớ không? Đó là lúc mà chúng ta còn học đâu có học phí phổ thông thì đâu mấy ai mà nói học phí đại học, đại học là chuyện khác. Còn lúc mà mình học cấp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 1 chúng ta còn làm được, ta học mà không đóng. Và hiện tại với cái mức học phí hiện tại chúng ta không đủ để chi trả cho lương lao động lương của giáo viên của các bạn, đó là một sự tàn nhẫn rất lớn nhà nước. Hai cái này nha, hai cái mảng khỏe để không có bệnh để học để phát triển, đây là một cái đầu tư của nước chúng ta nha. Và cái sự chăm sóc sức khỏe trẻ em nó đi từ y tế phường xã đến trường, nhớ nha, chứ không chỉ là nếu có bệnh viện Nhi Đồng làm cái tiếng này mới chăm sóc sức khỏe trẻ em, có ở trạm y tế xã họ vẫn có, họ có gì chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình phòng chống thiếu đó luôn, nó có rất nhiều chương trình mà nó vẫn khám chữa bệnh điều trị bệnh gì ở đó, người ta vẫn có bác sĩ, được chưa? Cho nên chúng ta nhớ là ở mọi nơi đều phải làm cái này hết, chứ không phải riêng của một cái bệnh viện gì. Thì mục tiêu của cái hoạt động của chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em nó nhằm ba mục tiêu. Thứ nhất là muốn chương trình này muốn các bạn phát hiện sớm bệnh cho trẻ. Cái thứ hai, phát hiện sớm thì phải điều trị kịp thời, điều trị kịp thời để giảm cái tỷ lệ tử vong do bệnh gây ra. Và chúng ta muốn một mục tiêu thứ ba là phòng bệnh tốt để ít có mắc bệnh nha. Đây là ba cái mục tiêu mà hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em ta nhắm đến, các bạn nhớ nha. Rồi đi thi đến trắc nghiệm, nhớ không phải cái này được lắm nha. Rồi thì các bạn thấy cái việc chăm sóc sức khỏe trẻ em nó là một cái vòng tròn khép kín bao gồm rất nhiều cái chuyên ngành. Các bạn học y đi, các bạn không thích làm việc biển hoặc làm chuyện khác, hoặc là điều trị trực giác mà có áp lực nặng nề, gặp người ta nặng vô cái là bữa đó gì cũng không được, có tử gì khó ngủ luôn, vân vân, áp lực rất là nặng. Người nhà vui không nói gì, người nhà mà khó chịu cái bắt bác sĩ từ lời rồi quậy đường đường tập giao tập kia vừa trọ tập lưng rất là thịnh ha. Các bạn thấy mà yêu mình sẽ phải rất là cẩn thận, có những nhân viên y tế sau một sự kiện mà xin nghỉ một việc mà phải bỏ nghề, các bạn
Tại vì sao? Hiện tại mình đang rất rất chắc chắn là hồi xưa lúc mà chị mới ra trường các bạn học là không biết phải bạn nói chữ A người ta giả chữ A, bạn nói chữ B người ta giả chữ B, không có cái vụ mình lên vét ở từng lưng tà la thứ sao con tôi được chỉ cái này chỉ cái kia chụp cái bao thuốc lại bao thuốc mình đâu chỉ định cho con tôi bác sĩ cho nha. Trình độ dân kiến chúng ta nâng lên rồi cái việc người chúng ta sẽ rất vất vả hơn nha. Nhưng khổ nổi biết thì phải biết đến nơi chốt, còn biết lưỡng lưỡng còn mới vào trường những cái mạng những cái hệ thống mà thông tin nó không chính thống thì nó đang rất là khổ của chúng ta cũng như là chuyên môn. Cho nên khi các bạn đi ăn sàn sẽ thấy mình bây giờ là ăn sàn nó sẽ vất vả hơn trước đây rất nhiều nha. Cho nên các bạn sẽ thấy nó không giống như trước kia nha. Rồi nói như vậy thì các bạn sẽ thấy nhẫn lòng hơn. Em mới đi tới năm thứ tư vừa quá em sợ quá ha, có nhưng mà nó cũng có một cái điểm mà cũng có cái mặt mà thi của nó chứ không phải là cái này ha. Thì về cái chăm sóc sức khỏe các em thì nó bao gồm nhiều mảng. Cái mảng màu xanh thì giờ ở trên mỏ phòng bệnh, phòng bệnh không thấy không, phòng bệnh ngày nay rất phát triển và cái lĩnh vực này gần giàu từ lĩnh vực này rất nhiều. Cái lĩnh vực này thì nhẹ nhàng không làm gì ít tác dụng và bớt ít cái gì rủi ro. Còn cái gì không phòng bệnh hồi xưa chúng ta còn nghèo khổ thì hầu như chúng ta bệnh chúng ta không duy trì được. Như các bạn và chị ở đây đâu có được chích ngừa hàng loạt của y tắc trẻ bây giờ, đồng ý với chị không? Hồi trước chị hiện tại ở tầng của chị là hình như là đã không chích ngừa lao. Chị biết tại giờ chích ngừa kia có không có không biết, tại vì má ban mình phải rất là tuổi rồi làm sao nhớ được thằng mình hồi xưa, nhưng mà dở cái dai không thấy sẹo lao cũng là đó cũng chích lao, đồng ý không? Cái ý chị nói là sao? Cái phần hồi xưa bệnh mà có thuốc hay điều trị là chẳng phải biết rồi. Bây giờ thì ngược lại, nó đã phát triển dần lên thì điều trị tôi đã đi đến ngưỡng rất là cao và người ta lại muốn một ước muốn là tôi làm sao được mắc bệnh. Cho nên cái lĩnh vực phòng bệnh nó rất là phát triển. Hồi cái thời năm 1997 là năm đó là chị học bắt đầu vô đại học y khoa của mình nha. Bạn lên thành Cần Thơ đi, bạn không có tìm được cái chỗ chích ngừa nào hết. Bạn nhớ nha, bạn không có thấy trung tâm chích ngừa nào hết. Nhưng mà 20 năm sau nhìn lại, lắc qua thấy trung tâm chích ngừa, lắc lại thấy trung tâm chích ngừa, đi đâu cũng được, một con đường mình đi 2-3 cái trung tâm chích ngừa. Thấy không? Thấy rõ không? Thì bạn thấy cái gì nhu cầu cho rất là nhiều. Người ta có thể đưa con người ta đến một cái cơ sở chích ngừa và chúng tôi cũng à, tôi bao chị một cái trọn gói cho người mấy chục triệu, 20, 30, 40 nó gì hết. Nó thì tới này nó cứ nhắc luôn chứ, không thấy không? Thì bây giờ ý kiến nó là sao? Và người ta đã bắt đầu tập trung đổ xô cho cái mặt phòng bệnh. Làm sao cho con cái ít ứng dụng, ít mắc bệnh thì ít chết. Được chưa? Đó là cái cách mà có tiền. Rồi. Cho nên, mà cái mảng này á, mình nói về mặt phiếu gì, thật ra con bệnh là phải có, phải phòng, là phải chích một mũi người đó làm cho cơ thể con tôi tạo được một miễn dịch nhất định để có thể vừa mắc bệnh đó. Đó là mục tiêu của mình gì. Nhưng mà có ai thử rằng em chích cúm xong em thử em có kháng thể đúng không? Có ai làm không? Em chích viêm gan CVV xong có ai đi đo lượng đường kháng thể trong máu tôi đủ nồng độ bảo vệ không? Không. Cho nên cái việc mà chích có không có thì nó không có không quan trọng. Ý chị nói là cái trách nhiệm chúng ta nó không có nặng. Được chưa? Còn khi mà người ta đến mình khám mình khám mà được gì mình mà ta chết thì mình nghĩ là hiểu không? Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái mảng phòng bệnh hiện tại nó phát triển và hiện tại cái mảng này ăn lên làm ra rất là khó. Và nhớ nha. Rồi. Cho nên sau này nếu bạn ra trường một cái trung tâm mà chúng người ở đó nó mời bạn là khám tư vấn sàng lọc và trước khi chúng người làm lại khám tư vấn bé có đủ điều kiện như chúng người hay không thì nó mới cho. Cho nên thì ở đó nó cần bác sĩ à, phòng khám này cần một chứng chỉ hành nghề gì, nghĩa là các bạn phải học trong bạn làm gì khoảng 18 tháng 12 đến 18 tháng 12 tháng được cấp chứng chỉ hành nghề một cái bằng sinh. Nếu mà nó trả một cái lương hậu đãi thì cứ đến đó là
chưa? Không nhất thiết phải đi đến những chỗ nào cấp cứu rầm rồi mai sống rồi chết để ra đi vô không thiết phải tới đâu, được chưa? Cho nên mình thích cái gì mình làm cái đấy thì cũng sống ta mới thoải mái, được chưa? Đó là cái mảng cộng đồng. Rồi y tế cộng đồng, các bạn đi với cộng đồng chưa? Tôi đi hội chứ, đi về phường xã đi hội mà chị nhớ mà, hay là năm thứ thứ mấy? Lớp các bạn phải giúp dịch cho nên hơi đỏ lộn chút xíu thì không nắm được cái phần mấy phần này ha. Chúng ta sẽ có đi cộng đồng để viết báo cáo xuống dưới rồi ta làm cái gì như cô nào đó ha. Tên y tế học đường, ở nhà trẻ, ở các cái trường học nó đều có phòng y tế và ở đó sẽ có nhân viên y tế. Thường thì người ta cần mình ở đây bác sĩ, cái lượng bác sĩ trên 100.000 dân chúng ta chưa có đạt, cho nên những cái nơi này họ chưa có bác sĩ, họ chỉ có y sĩ mà thôi, thì nắm lo cho mỗi thân cho uống thuốc rồi bé đang học sốt cho uống hạ sốt, bé đang học dẫn chơi bé bị rất đầu những nó họ biết sơ cứu họ 30 mươi người đó là chăm sóc sức khỏe ban đầu y tế học đường, họ có nha học đường chăm sóc răng cho trẻ nghe là nó có đầy đủ hết rồi, và họ sẽ tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho các cháu nha. Mỗi tháng tăng cân cao lên bao nhiêu so với độ tăng trưởng mà họ rất là cao, đó là y tế học đường nha, được chưa? Rồi lĩnh vực phục hồi chức năng, phục hồi chức năng thì cái lĩnh vực này các bạn ít muốn đi, tại sao? Tại vì thường á, nhiều sau một cái bệnh khẩn cấp, ví dụ như sau một cái viêm não màng não để lại di chứng bại não, em bé có tăng chuông lực cơ thì bạn tập vật lý trị liệu phục hồi vận động, được chưa? Bệnh nhân bé xe cái đầm mà gãy xương, mổ cố định kết hợp xương, băng cố định 3-6 tháng, mở ra teo cơ tạm đi tập, được chưa? Giúp người ta tập phục hồi lại cái vận động, đó là những cái mình nói phục hồi chức năng sau cái là cái điều kiện khẩn cấp. Thì cái này hiện tại cũng phát triển rất lớn, còn cái này tôi thấy cũng nhẹ nhàng nữa, cái này nhẹ không? Nhẹ. Các bạn không tập đi được nhiều hay nhiêu, cái ông đó ông bị tai biến mà không nào ông nằm một chỗ ổn liệt nửa người, tập sức cơ từ 0-5 đến 1-5 cũng được, đến 2-5 cũng được, đến 3-5 cũng được, đến 5-5 đi rồi cũng được, như là được tới đâu tính tới đó, người ta không có thiếu nào, được chưa? Có khỏe không, áp lực lắm, thì đó là những người phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng nó có rất nhiều lĩnh vực và các bạn sẽ thấy nó rộng lắm. 21 đi năm chúng ta sẽ đi phục hồi chức năng, chúng ta sẽ thấy là làm gì nha. Rồi chúng ta sẽ có lĩnh vực điều trị và đa phần cái tuổi trẻ, giới trẻ đang thích vô cái mảng này, tại vì cái mảng này là cái mảng con chen thì cái mảng nó nhiều nhất, bạn thích cái này, nhưng cái mảng này nó rất là nặng nề vô công vô nào bạn nhớ nha. Rồi thì cái mảng điều trị chúng ta sẽ đi sẽ thấy rất rõ qua các cái dòng lâm sàng của bạn đi làm cho đây, được chưa? Rồi lĩnh vực giáo dục sức khỏe cái này thì dễ rồi không nói. Tóm lại bạn thấy cái chăm sóc sức khỏe ban đầu ở y khoa nó rất bao gồm rất nhiều các cái lĩnh vực, không chỉ riêng một lĩnh vực điều trị, nắm được chưa? Hay là rộng vậy đó, thích ở đâu là ở đó, không nhất thiết tại chuyên viên bệnh viện, được chưa? Nhưng bạn thích lĩnh vực nào cũng làm đâu quan trọng cái cơ bản bạn phải ra trường đó là các bạn học sĩ hay có cơ bản các bạn muốn học thêm nhiều đi làm mỗi lần cũng sao các bạn học có các bạn học đi làm mấy chỗ này, được chưa? Rồi chỉ đi từng mảng, những cái nào mà dễ các bạn sẽ bỏ qua. Về cái lĩnh vực giáo dục sức khỏe thì chúng ta chỉ cần lĩnh vực chuyên khoa người ta muốn cái gì, hướng dẫn ba mẹ nhận biết được trẻ khỏe hay trẻ bệnh. Cảm ơn, chị biết con chị bệnh gì chị đưa đến khám cho tôi, chị đừng có chở cái đó trong tình trạng ngáp ngáp thì ngưng tim ngưng thở thì không có bác sĩ giỏi có mấy không cứu được, còn nhớ không? Cái thứ hai là theo dõi sự phát triển của trẻ, chị coi có phát triển về mặt tâm thần, phát triển về mặt vận động, học rồi phải không? Bạn học rồi bạn phải học, bạn phải biết, bạn đánh giá mới được, bạn không biết thì bạn không đánh giá được cái này. Rồi phòng bệnh cho trẻ, đó là những cái lĩnh vực giáo dục sức khỏe về ba cái lĩnh vực lớn này. Rồi về nhiên khoa phòng bệnh thì để được tỷ cái mạng phòng bệnh cho trẻ con, người ta nhấn mạnh vào ba cái điểm. Theo bạn thì ba cái nào quan trọng nhất? Cái nào quan trọng nhất? Nếu mà hỏi cái nào quan trọng
trọng thì chúng ta sẽ trả lời cả ba điều quan trọng. Nhưng khi người ta hỏi cái nào quan trọng nhất thì chúng ta phải biết lựa chọn. Đầu tiên nhất là nuôi dưỡng hợp lý. Bạn cần nuôi trẻ một chế độ dinh dưỡng hợp lý để trẻ có một cái thể trạng bình thường hay có tuổi không rớt, để khi dinh dưỡng không rớt cho bé mình. Thì lúc này chúng ta phòng bệnh bằng chính khả năng của mọi người. Chúng ta sẽ thấy có những đứa mà khả năng đó chúng ta tăng những đứa con rất là tuổi không chết đi ngoài mà ở bệnh đó là vì cái cơ thể của bé chưa có đủ cái khả năng để chống bệnh. Thì để đảm bảo được cái khả năng chống bệnh thì nó đòi hỏi chế độ dinh dưỡng nó hợp lý, chúng ta nhớ nha. Cho nên khi trên lâm sàng chúng ta điều trị một bé ví dụ tiêu chảy cấp, nếu mà cơ thể đứa này là suy dinh dưỡng, một bé quay lại chúng ta điều trị sẽ khác trên cơ thể suy dinh dưỡng hoặc bé quay. Tại đây là những cái cơ thể mà nuôi dưỡng không hợp lý nên là một cái bệnh. Suy dinh dưỡng có là bệnh không? Là bệnh, kéo tì cũng là bệnh, chúng ta nhớ. Thì cái khả năng chống bệnh của nó sẽ khác so với đứa bình thường, nhớ chưa? Rồi cái mảng thứ hai là tiêm chủng, mà chúng mình nói rồi đấy, là các cái trung tâm chủng ngừa nó ra đời để nó thực hiện chủng ngừa cho trẻ nha. Rồi rèn luyện sức khỏe bằng các cái học tập thể dục vân vân, đây là ba cái mảng giúp chúng ta phòng bệnh. Cho nên chúng ta nuôi con muốn cho nó khỏe, chúng ta cần phải đảm bảo cả ba yếu tố này. Đầu tiên bạn phải nuôi đúng theo khoa học để bé có một cái độ nuôi dưỡng tốt, có một cái thể trạng tốt. Cái thứ hai, sắp tới đi chủng ngừa, được chưa? Cơ bản nhất phải chủng ngừa y tế theo chương trình y tế quốc gia. Còn bạn dư tiền hơn nữa thì chủng ngừa theo mấy cái khác. Nhà nước chúng ta chỉ có hỗ trợ tiêm một số mũi cơ bản thôi, còn những cái phụ là không có tiền, không nghĩ chi tiêu, được chưa? Cái lịch chủng ngừa y tế quốc gia học chưa? Bài này chúng ta sẽ làm cái gì hay? Có một bài chủng ngừa, học riêng một bài luôn, tạm góp vô chỗ này, được chưa? Rồi ngoài cái hai cái phần trên thì cái phần rèn luyện sức khỏe chúng ta phải cho bé tập thể dục, cứ tối ngày ở trong phòng kính coi trong phòng lạnh và chơi điện thoại mà thấy ra cái phần đứa trẻ nó xanh chằn và nó không có hòa nhập được đó. Và đây đó là chúng ta không rèn luyện nó để sức khỏe cho bé được tốt và nó mắc bệnh như là như vậy. Như vậy thì cả ba yếu tố này nó đều đóng vai góp phần vào trong cái một phòng bệnh của chúng ta. Chúng ta nhớ nha. Rồi cái này các bạn cần làm sao? Nha khoa nhi khoa về sức khỏe chúng ta hiện tại thì bắt đầu chúng ta mới tới cái này. Hiện tại thì các bạn thấy vì cái lối sống chúng ta nó phát triển quá, chúng ta sẽ thấy trước đây các bạn sẽ không thấy mình bé tự kỷ. Trước đây chúng ta sẽ không thấy những đứa cầm dao cầm súng giết nhau, chúng ta sẽ không thấy những người tự tử một cách mà không có không biết lý do. Thật ra đó là những người không bệnh đó các bạn, có những người ta bị tâm thần quan tưởng không ngon, nó cũng có những học đi bằng xe máy có nhiều người. Và hiện tại thì cái việc nha khoa về sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng, và đây là một cái điểm mà còn yếu ở các cái y tế cơ sở, tại vì nó còn mới quá nên chưa có được triển khai. Nó chỉ tập trung ở các cái tuyến trung ương, ví dụ bạn muốn khám về vấn đề này bạn phải đi đến bệnh viện Nhi Đồng, phải khám mỗi ngày có một buổi, khám về một khám về mặt cái phát triển các thành phần động nè, khám tâm lý nha, khám một buổi rồi ở đây mà không khám nhiều viện thì chắc là không có bác sĩ. Dạ, chúng ta sẽ phòng khám ở đây chúng ta phải nhảy lên tới thành phố Hồ Chí Minh, được chưa? Các cái tuyến chuyên môn ví dụ như Nhi thành phố, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 thì họ mới có khám chuyên mấy cái này. Và ngày nay họ đang xuống khám nó cái bút có lệnh khoảng 3-4 tháng có khám được, tại vì nó đông quá, là hai cái đông quá, cái nhu cầu chúng ta đi nhiều hơn so với cái lực lượng cái nhân viên máy thực tế của trường phòng này. Cho nên các bạn nào ra trường thích nữa này cũng đi cũng tốt chưa. Cái này nó khổ một cái là bạn sẽ không gặp được những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh tươi cười, nhưng mà bạn gặp những đứa hơi đặc biệt một chút. Với nhưng mà đỡ một cái là bạn điều trị hết thì chuyện đó chuyện
đó hết thì tốt, không hết qua hôm nay chắc thì mình nó có khỏe hơn. Cái chuyện ví dụ như là dễ chảy, dễ nhiều quá tiêu nhiễm thì biết chết, không chết thì sống, thì đó hai cái đó khác nhau, được chưa? Chúng ta nhớ những cái vấn đề nó rất là hay nha. Rồi ngồi tiếng Nam chị nói rồi, nhi khoa về điều trị, nếu mà bạn nào đi về những cơ điều trị thì bạn đừng có nghĩ rằng có lúc học có giảng đường như thế này bạn thấy rất là cực khổ, nói trong bụng rằng là học hết ra tốt nghiệp bác sĩ ra trường làm gì, làm đi ăn đi chơi chứ không có đi học nữa, thì học vất vả quá, áp lực thi cử ngán quá nhé. Nhưng mà đó, điều này nó hoàn toàn sai và nó chưa có phù hợp. Về cái lĩnh vực điều trị thì khi các bạn đã ra trường rồi thì bạn vẫn phải tiếp tục nâng cao kiến thức, học hỏi các cái kỹ thuật điều trị mới và chăm sóc bệnh nhân theo cái kiểu theo quan điểm mới. Cho nên hầu như chúng ta phải tập những kiến thức liên tục, không phải học về đây thôi nha, học nào cũng không có. Cho nên các bạn về ngoài cái mục tiêu là tự cập nhật, vài năm sau các bạn sẽ đi học tiếp, học chuyên khoa, học thạc sĩ, rồi học chuyên khoa 1, rồi chuyên khoa 2, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ v.v. Bạn sẽ học tiếp tục nữa để nâng cao cái kiến thức chúng ta, được chưa? Đó là cái cách của những tục về người dân. Và luôn các bạn sẽ thấy để tụi mình cũng giống như là một khách hàng của các cái nhà sản xuất các cái dược phẩm, mấy cái trang thiết bị như thế, tại vì người ta sản xuất ra mà phải có người hiểu và xài, chứ bây giờ sản xuất ra mà không có người hiểu và xài thì làm sao bán được. Cho nên là nó phải trình dựa, nó phải giới thiệu ra cái đối tượng bác sĩ thành dũng hiểu về cái thằng em có một cái loại thuốc mới này này này, tác dụng nó tốt hơn cái cũ chỗ nào, qua cái tên gì này ha, thì nó phải giới thiệu cho các bạn. Và muốn giới thiệu cho các bạn thì họ phải tổ chức một cuộc hội nghị, họ mời các bạn tham dự, thì đó là chúng ta, đó là mục đích để chúng ta cập nhật kiến thức mới, được không? Cho nên các bạn nghe từ các bạn hầu như bác sĩ ra trường một năm đi ít nhất 3 năm hồi thảo tay theo mỗi người và phải điều kiện của mỗi người, thì vậy đó luôn luôn đi để cập nhật kiến thức. Các bạn cũng phải như vậy, chúng ta không thể nào mà tôi không có học biết hết trơn mà cái này nghĩ học nữa mà mốt học chúng ta không được. Cho nên chị nói rằng là trong điều trị nó còn vất vả hơn bên người khác, là cái việc mà để nâng cao được cái kiến thức của trình độ chuyên môn thì chúng ta phải bắt buộc phải học suốt đời, đó là cái chuyện ta cần phải nhớ. Thì cuối cùng chị muốn giới thiệu cho các bạn cái cách tổ chức cái phòng khám như thế nào. Về mặt cái luật y tế là đòi hỏi phòng khám nhi phải đảm bảo như thế nào, mai mốt ra đường về mở phòng khám nhi thì nhớ cái bài này để trang bị nha, được chưa? Về mặt diện tích nó yêu cầu ta ít nhất là 15-20 mét vuông, chứ không phải nhà tôi không thuốc ở nhà phố mà cứ đưa cái bàn ngồi khám thì được không con? Cái diện tích phòng phải đảm bảo 15-20 mét vuông, được chưa? Rồi điều kiện thoát hiểu xét gì này như là không nói được nha. Rồi vị trí thuận lợi để đưa trẻ đến khám chuyện này tự động biết, tại vì không thể một phòng cách nhi mà đưa lên túi chưa nên không biết đáp được, không thể đặt một cái phòng cách nhi mà hôm qua là không xong có một cây cầu thủy cho leo ra đó được, phải đặt nó ở ngay những cái khu vực nào mà nó đông dân cư nó dễ đưa tới, chứ không thể như thế này tập sự không cần phải học bài cũng hiểu ha, đỡ một cái những cách thôi được tập sự hiểu tự cách không cần phải học luôn. Rồi ở phòng khám nhi nó khác với cái phòng khám người lớn, nó phải có cây cân, và cây cân nó có hai loại, một cây cân nằm treo trẻ còn chưa có chưa có lớn được, và một cây cân giống như cân sức khỏe của chúng ta chỉ mới chật lên thì mình dành cho những trẻ đang lớn được để mình cây cân, và nó có một cây thuốc, đó là bắt buộc của một cái phòng khám nhi. Đơn giản không? Tuy nhiên ngoài những cái dụng cụ này thì những cái dụng cụ khác ống nghe đồ cái này rất là dĩ nhiên phải có rồi, phải không? Nhiều kế gì đó vậy là một phòng khám như nó dễ không? Nó dễ, nó không tốn tiền nhiều. Chị nhớ hồi đó mà chị làm phòng khám mà họ đi thẳng để nó. Cái vốn điều lệ của phòng khám chị làm như cái đất cửa. Chị mua cái ống nghe một cái con một cái nước rồi vô tập, tại vì đâu có gì nữa đâu, phải không? Không giống như những cái ngành nghề khác họ đã trang bị nhiều thứ. Còn như phòng khám tư thì nó chỉ có bao nhiêu thôi đó. Thì mình nói ủa chắc khoảng
chịu, tôi đuổi mấy cái đó rồi. Sao mình nhìn chị, tôi sẽ ít dạ. Chứ có hỏi cho ông nghe, tôi hỏi cái kế, hỏi cái con cái đứa này thì là nó 1 triệu là được rồi, đó là còn dư giả đó. Nên là không tốn tiền. Quan trọng là chúng ta phải thiết kế như thế nào thì nó phù hợp, được chưa? Đó là cái cách thiết kế phòng khám nhìn. Mà về hoạt động quản lý sức khỏe trong phòng khám các bạn đều làm đó, được chưa? Rồi, bạn phải hướng cho chị lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ con. Nói nha, ở trẻ con có cái lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ chứ không phải người lớn định từng lúc tờ lăng đi kiểm tra sức khỏe, nhớ nha, không phải. Rồi, đây là các, mình thơm mờ ha, đây là các cái mốc mà các bạn cần phải nắm tới một đứa trẻ khi nào phải đi được bị thắp răng. Có thắc mắc gì không? Có cần nghỉ giai đoạn không? Cũng muốn chưa?